Song Hye-kyo phá vỡ hình tượng ngọc nữ. Trong The Glory, Song Hye-kyo không còn giữ hình ảnh ngọc ngà vốn có. Cô như lột xác với nhân vật Song Eun, cô gái trải qua nhiều đau đớn và ôm thù hận. The Glory, vinh quang trong thù hận, là bộ phim nhận được sự chú ý lớn của khán giả Hàn Quốc trong những ngày đầu năm 2023. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại và lột xác hoàn toàn của Song Hye-kyo. Truyền thông nhận định thành công của The Glory phần lớn đến từ việc có nữ chính là Song Hye-kyo. Đa phần tìm kiếm của khán giả về bộ phim đều xuất phát từ từ khóa Song Hye-kyo. Tính đến nay, The Glory đã vượt cậu út nhà tài phiệt trở thành phim truyền hình. Đứng đầu trong 39 ngày liên tiếp và trở thành bộ phim đứng đầu top 10 series Hàn Quốc, Real Time. Trong The Glory, Song Hye-kyo lần đầu phá vỡ hình tượng ngọc nữ mà cô xây dựng trong nhiều năm qua. Khác với hình ảnh quen thuộc mà khán giả thường thấy trên phim về một Song Hye-kyo trau chuốt ngoại hình, chỉn chu trong từng góc máy, ở The Glory, nữ diễn viên cho biết cô không quan tâm và không xây dựng hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, phá vỡ về ngoài một Song Hye-kyo không tì vết. Trong nhiều bộ phim đắt khách trước đây như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời, Now, We Are Breaking Up, Song Hye-kyo xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng ngọc nữ. Cô có làn da trắng muốt đáng ngưỡng mộ, gương mặt không tuổi, biểu cảm thơ ngây và một mối tình nhiều cảm xúc với nam chính. Có nhiều ý kiến cho rằng Song Hye-kyo sinh ra để làm các vai diễn về những nhân vật có cuộc sống trong mơ. Khán giả đánh giá đa phần vai diễn trước đây, Song Hye-kyo đều ghi dấu ấn với vẻ ngoài xinh đẹp và chuyện tình cảm ngôn tình, không phải diễn xuất. Vì thế, việc Song Hye-kyo lựa chọn vai Moon Jong-eun trong The Glory gây ra nhiều bất ngờ. Moon Jong-eun là cô gái lớn lên trong thù hận. Ngày nhỏ, Jong-eun là nạn nhân của bắt nạt học đường. Lớn lên, cô trở thành người con gái khó đoán và đầy hận thù. Trong phim, Jong-eun có cuộc sống đầy đau thương, không chỉ là cô gái sinh ra và lớn lên trong nghèo đói, Jong-eun còn bị cô đơn trong chính thế giới của mình. Xuyên suốt bộ phim, Jong-eun chỉ tồn tại trạng thái cảm xúc khổ đau và thù hận. Từ cô gái yếu đuối phải chấp nhận trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, Jong-eun nuôi ý chí trả thù và tự bảo vệ được chính mình. Khác với hình ảnh thơ bé, khi lớn lên, Jong-eun mạnh mẽ, cương quyết và làm chủ cuộc sống. Trong phim, những biểu cảm thường thấy của Jong-eun là phẫn uất, ánh mắt thất thần, tuyệt vọng đến căm ghét đối phương. Nhân vật do Song Hye-kyo thủ vai có nhiều phân đoạn cào cấu, vùng vẫy, uất hận khi nghĩ về những gì bản thân đã trải qua trong quá khứ. Khác với loạt vai diễn trước đây, trong The Glory, Song Hye-kyo ít trang điểm. Cô xuất hiện với làn da tái nhợt, đôi mắt trũng sâu và thâm đen, đôi môi khô nhợt nhạt. Chia sẻ về hình ảnh hoàn toàn khác, Song Hye-kyo nói, tôi nghĩ mình không nên đẹp trong hoàn cảnh này. Khi nhận vai Jong-eun, tôi biết rằng mình không nên và không cần đẹp. Đây là nhân vật chỉ nghĩ về việc trả thù, không có thời gian quan tâm và chăm chút ngoại hình. Để phù hợp với nhân vật Jong-eun, cô gái không nghĩ nhiều đến vẻ bề ngoài, tôi cũng không để ý đến ngoại hình của mình khi đóng phim này. Vai diễn nhận nhiều lời khen diễn xuất. Trước đây, nhiều lần khán giả nhận xét Song Hye-kyo là bình hoa di động. Nữ diễn viên sinh năm 1981 có điểm cộng ngoại hình nhưng điểm trừ ở biểu cảm, diễn xuất, đài từ. Tuy nhiên, tới The Glory, Song Hye-kyo đã khác. Khán giả đánh giá với vai diễn Jong-eun, Song Hye-kyo làm tốt hơn kỳ vọng. Đài từ của nữ diễn viên đã thể hiện được sự mỉa mai với kẻ thù, sự lãnh cảm đối với cuộc sống đầy đau thương. Trong ánh mắt, Song Hye-kyo cũng thể hiện được sự lạnh lùng với cuộc đời, quyết tâm thực hiện kế hoạch trả thù và đôi lúc là sự yếu ớt, mệt mỏi đến kiệt sức. Biên kịch Kim Eun Sup dành lời khen cho Song Hye-kyo, tôi ngạc nhiên với diễn xuất của Song Hye-kyo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có biểu cảm, giọng nói và dáng đi như vậy. Trước The Glory, Song Hye-kyo từng hợp tác với biên kịch Eun Sup với vai diễn trong Hậu Duệ Mặt Trời. Tuy là lần thứ hai góp mặt trong bộ phim do Eun Sup biên kịch, Eun Sup cho biết ban đầu cô cảm thấy lo lắng vì đây là vai diễn khác biệt hẳn của Song Hye-kyo từ trước đến nay. The Glory được coi là ván bài của Song Hye-kyo khi cô xóa bỏ hình tượng ngọc nữ trong những bộ phim tình cảm để thử sức với một dạng vai đầy ân oán. Tuy nhiên, sự liều lĩnh này đã mang về chiến thắng cho Song Hye-kyo. Lần đầu, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen của khán giả về diễn xuất và cũng là lần đầu Song Hye-kyo được ghi nhận ở một dạng vai khác so với trước đây. Từ trước đến nay, Song Hye-kyo chưa từng bị đau khi quay phim. Tuy nhiên, ở The Glory, nữ diễn viên lần đầu bị đau khi ghi hình. Tính tới thời điểm này, Song Hye-kyo hoàn toàn có thể tự hào về những gì cô đã làm được ở The Glory. Từ việc hy sinh nhan sắc tới chịu đau, phá vỡ hình ảnh ngọc nữ đã xây dựng trong thời gian dài.
Song Hye Kyo ở tuổi 42 đã được khán giả ghi nhận với dạng vai xù xì, mạnh mẽ.